Xin chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo bản đồ trên Canva. Chúng ta có thể tạo bản đồ chỉ đường cho khách hàng tới cửa hàng của chúng ta. Khi để nó ở dạng hình ảnh thì bạn có thể đăng lên Facebook, hoặc là khi bạn in ra thì bạn có thể để ở đằng sau của các tờ rơi hay là các phiếu giảm giá. Ok, vậy bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Trước hết thì bạn hãy chuẩn bị một bản phác thảo trên giấy. Chúng ta sẽ dựa trên bản phác thảo này để thiết kế lại lên Canva. Chúng ta sẽ cần dùng các đường thẳng, đường cong, mũi tên, hình khối và các hình đồ họa để biểu hiện bản đồ. Và tất nhiên là cả phần chữ viết nữa. Trước hết thì mình sẽ vẽ các con đường bằng đường thẳng và đường cong. Mình sẽ vào trang chủ của Canva và tạo một bản thiết kế mới. Mình vào thành phần, tại mục nét và hình dạng thì mình chọn đường thẳng, và chúng ta sẽ dùng các thao tác kéo dài, làm ngắn và nhân bản để tạo hình các con đường và ngõ ngách trên bản đồ. Đến để làm các đường cong thì mình vào thành phần, gõ vào ô tìm kiếm từ khóa là đường cong và tìm những đường cong phù hợp. Khi dùng các đường cong này thì bạn có thể cắt xén, nghĩa là chúng ta chỉ lấy một đoạn của đường cong để sử dụng mà thôi. Và mình sẽ dùng cái đường cong đầu tiên này để tạo các đường vòng cho con đường.
Vậy là đã xong cơ bản về các con đường rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đưa các thành phần đồ họa vào để thể hiện được bưu điện, siêu thị, bệnh viện và đặc biệt là làm nổi bật shop lên. Và cuối cùng mình sẽ viết các chữ vào để giải thích rõ hơn cho người xem. Thank you.
Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bản đồ chỉ đường cho shop rồi. Và bây giờ mình sẽ trang trí một chút để tấm bản đồ này bằng cách là mình sẽ tạo một trang mới và tìm một hình nền cho nó. Mình sẽ đầu tiên thì mình sẽ vào thành phần để lấy một hình vuông 3D, rồi mình sẽ bôi đen và nhóm toàn bộ bản đồ ở phần bên trên lại. Sau đó thì mình sẽ copy nó và gắn xuống trang mới. Bởi vì trên Canva không có nên mình sẽ lên Google để tìm hình cậu bé để cho vào đây. Mình sao chép nó và chính là hình này, mình sẽ sao chép nó và gắn vào 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 mẫu thiết kế. Ok, bây giờ thì mình sẽ căn chỉnh và mình sẽ căn chỉnh và thêm vào các lời chào mời cũng như là địa chỉ shop để trang trí cho cái hình này. Vậy là mình đã hoàn thành xong tấm bản đồ rồi và có thể mang nó đi để marketing được rồi. Nếu các bạn thấy Canva đúng là rất hay ho thì hãy subscribe kênh và bật thông báo để xem các video mới nhất nhé.